xin sư giúp chúng con phân biệt ý nghĩa của từ pháp. À, thứ nhất là pháp trong sáu trần sắc thinh hương vị xúc pháp. Thứ hai là pháp trong ngũ uẩn thân thọ tâm pháp. Ngũ uẩn mà thân thọ tâm pháp hả? Ừ? Cái này là tứ niệm xứ nghe. Thứ ba là pháp trong vi diệu pháp tất cả là pháp. Thì uh, thứ nhất á, cái uh, gọi là cái uh, là cái sắc, thinh, hương, khí, vị, uh, sắc, thinh, hương, vị xúc pháp. Thì cái pháp đó đó là đối tượng của ý thức. à còn cái gọi là trong tứ niệm xứ thân thọ tâm pháp thì cái pháp đó đó là chỉ cho các cái pháp ở trong bài kinh đại niệm xứ như là bốn đế như là bát chánh đạo như là thất giác chi hoặc là như là các cái truyền cái thì cái pháp đó là các cái pháp thuộc đại trong bài kinh đại niệm xứ rồi cái pháp thứ ba là trong vi diệu pháp thì tất cả đều là pháp tức là từ những cái cái pháp đó gọi là cái cái tên gọi chung nó giống như cái chữ cái giống như cái chữ cái của mình cái gì tất cái gì thì nó cũng là cái gì tất cả các cái thì nó đều là cái đại loại như vậy đó thì đó là cái kiểu cái kiểu tên gọi từ là cái tâm cái lòng cái mề cho đến cái tình yêu À, cho đến là cái nhà, cái cửa cho đến à, à, cái thứ gì đâu thì nó đều là cái thì cái kiểu như vậy đó